Cậu nói cái câu mà là vừa mới biết là cũ niên diện bích. Cậu nói vậy, cũ niên diện bích tức là hồi xưa lúc mà tổ mang đạo Phật từ Ấn Độ qua qua bên để mình chiều qua bên Tàu á, tại nghe lời Phật Thích Ca đó thì chưa đúng lúc, thì lúc đó bị ngài Huệ Khả giọng cho một giọng nghĩ ra rằng phải không, bắt đầu phải vô ngồi thiền 9 năm, tức là ngồi cái vách đá đó. Cái tổ nói con về giống ta ai vô nhỉ, cũ niên diện bích để mà chờ thời cơ. Cái thường hỏi vậy con tính thời cơ chứ gì tổ, thầy không đổi tổ con kể cho mấy đệ tử nghe. Cái tổ nói thì hỏi cha con á, hỏi cha mình đó, cha này cái thường con nói gì, cái thường mới hỏi lại tổ chứ mấy năm trước tổ kêu con vẽ chữ khổ, giờ con truyền khắp thế giới rồi, bây giờ nhiều người cũng thích chữ khổ này lắm, giờ tổ thăm con tổ có chữ gì mới nữa không, có gì dạy cho chúng ta không, rồi con lên con phổ biến. Cậu nói con phải kêu người ta phải chấp nhận khổ đi, chứ họ thì họ mới hết khổ, chứ họ vẫn chưa chịu chấp nhận hết cái khổ, nghĩa là đâu có ai chịu khổ đâu. Ý là tổ nói như vậy đó, thì nói qua nói lại câu chuyện thì tổ ghé thăm. Khi vô nhập thất thì cũng giống như dạng giống như con lâu lâu ở Mỹ, Canada về Sài Gòn rồi đó, cái bà con ở dưới quê rồi á về thăm mình ở khách sạn đó, rồi mấy ông tướng, mấy ông ở trên thiên đình nó đông lắm, đủ thứ hết trơn luôn, ghé xuống thăm dù dĩ nhiên là có con cha có mẹ nữa, có mấy anh em nữa ghé thăm. Cái về phần tổ thì tổ nói kêu người ta chấp nhận cái khổ đi rồi tổ sẽ dạy nữa. Cái hồi cái hòa thượng Tế Công cầm quạt tới, ô ngày đầu tiên mà con với mấy đệ tử con á mà dọn dẹp cái phòng này là ta có mặt đứng đây ta coi nè, là để mình chuẩn bị vô nhập thất á, là bữa đó là có là hòa thượng đứng đó rồi. Và cái thù hỏi hòa thượng Tế Công, vị sư phụ thăm con, sư phụ có gì dạy con kỳ này không? Nói dạy con cái mỉm cười, sau này cuộc đời của con gặp rất là nhiều những cái chuyện mà ngang trái như này nọ, con chỉ cười thôi, không cần trả lời, không cười cười vậy. Và đừng tới gần mà đừng không cần ít cái dạy lắm, nhưng mà thật sự con nên nhớ một vị Phật mà dạy mình là điển vô tâm mình. Cho nên bây giờ mỗi lần mà ai mà chọc tôi giận đó là nhớ cái mặt hòa thượng trước, để cái tượng ngay trước mặt trong trong nhà biểu chúng, thấy cái mặt ông cười á, tức là mấy vị truyền tâm ấn cho mình nữa, không đúng là cái đó là truyền tâm ấn. Hòa thượng Tế Công một tổ cái bát tiên đó, trong đó thuộc, tức là trong đó thuộc thợ gì là có hết cái bát tiên tới hành. Tiên Tử Hành mà có cái vị mà lớn của bác tiên là Lý Trung Quỳ á, ông mà cầm cây gậy của bác chân á, mạnh lắm á, xích cướp đại tiên á, mà ngay chỗ sau lưng cái tượng Phật nằm của mình á, có cái dấu chân của ngài đó. Cái ngài nói đó, cái núi lo ngài sư phụ về đây thấy đẹp quá, tức là có đèn nữa không, rồi có mấy cục đá mình lót với ông Thái nó làm sau này với đèn của Veronica làm á. Cái sư phụ cũng kêu mấy vị là sư phụ hết, tại từ ngày đầu mười mấy năm trước lúc mưa núi á, mấy vị đó đã gặp sư phụ rồi để dạy sư phụ nhiều thứ rồi. Cái sư phụ Thích Cước Đại Tiên á, ngài mới nói núi bây giờ càng ngày càng đẹp. Cái sư phụ mới nói lại với ngài, cậu ơi, còn sư phụ á, trên mạng á, video phim chuyện truyền kỳ của sư phụ quá trời luôn. Cái ông nói sau này con còn hơn ta gấp ngàn lần. Tức là sau này người ta làm những cái phim chuyện về đời này của chúng ta nè, nhiều hơn là bát tiên gấp ngàn lần, ta là ít thôi, sau này con còn dữ hơn nữa. Ngài nói như vậy á, chứ không có tưởng tượng được là khi trăm năm sau nhân như thế sẽ nói về gì chúng ta, đúng không? Nhưng mà tôi biết chắc á là fairy tale hay băng đêm
cả câu chuyện Nghe, câu chuyện Ngân hay là câu chuyện Mỹ Tiên cũng là một cuốn sách để cho mấy đứa nít nữa đó. Những cái thời nay mà ai gặp sư phụ á đều là có câu chuyện hết. Thì mấy ngày nói vậy, sau đó thì có dĩ nhiên có mấy vị đi lên đi xuống, có vị thì chỉ gờ sư phụ dỗ dai rồi vậy đó, có vị là đi về. Nghĩa là ở một cái nhà bữa chúc á, nó giống như một cái trạm chung. Ví dụ như ở nhà bữa thụ á là chỉ có Long Cung với Thiên Đình xuống, nhưng mà nhà bữa chúc là chỗ everybody, ví dụ bạn bè ở trên trời hay là mấy ông tướng, mấy ông quan nữa biết sư phụ á, họ cũng biết sư phụ ngồi nhập thất ở đó, họ chạy tới. Khi nhập thất á là cái hồn sư phụ nó xuất ra thì mấy vị xuống thì tiếp cận được với mấy vị đó. Chứ còn bây giờ đang ca mấy vị đó tới chứ mình không có feel, không có thấy, không có gì hết. Thì đó là lý do. Rồi ăn chay, bữa giờ ăn rau với chèo, sư mẫu có mua hủ cao ăn với mặn với chả. Tại vì ngồi thiền mà ăn chay này mà thiên tâm chúng ta chính là ngồi thiền, và mục đích là chúng ta muốn tận dụng cái trí tuệ với cái linh hồn của chúng ta đó, nó gần với cõi trời. Tại cái linh hồn của mình gần với cõi trời chừng nào á, ngày mình chết á, mình thấy cái này là giống như một lớp học dở lòng, mình không có sợ chết. Tuy là mình bị ung thư giống như còn 3 tuần nữa mình chết, mình biết chúng ta sẽ bỏ cái xác đau đớn, bỏ cái cảnh khổ trần ai này, chồng con biêu bọt rồi tiền bạc rồi môi mệt quá, sắp sửa về thì quê của tôi rồi. Giống như ai mà qua Mỹ mười mấy năm mà cô đơn độc mã mà được về thăm về Sài Gòn lần đầu tiên, chuyến đầu tiên ý nhiệm, mình không thể cách, phải ngồi thiền. Đứa nào đọc kinh thì cũng là tốt, không phải ngồi thiền, chính thiền tâm là ngồi thiền. Đọc kinh là mình khai trí, nhưng mà thiền đó là nó khai huệ. Mẹ rồi ngoài mẹ này là rồi sư phụ còn có một người mẹ mà lúc nào cũng đi chung với mẹ mình, nói rằng mà sư phụ dán ăn mẹ mỗi tuần á, thì mẹ đó mẹ vú thì coi đồ ăn coi phụ sinh hoạt làm sao, nhập thất là phải đúng nhập thất nha con. Nhưng mà chỉ ở đó tới trời tối thôi, giống như hôm qua phụ có mấy bữa phụ bảy tám giờ về rất là tối. Nhưng mà khi về nhà phụ cũng phải ra phía sau cái nhà khách của phụ á cũng ngồi thiền tí. Tại vì mấy vị kêu vậy mình làm vậy thôi, cũng là nhập thất. Lại sao nói mỗi ngày thì giống như ngày đầu á phụ lại cái đứng không nổi, cái đùi nó sổ đau quá trời đau. Cái là chỉ lại rồi bắt đầu qua ngày thứ nhì cái nó bớt sổ hay lại được chút thêm nữa, cái ngày lại 5% lại. Tức là mình phải làm sao cho mình activity đầu tiên buổi sáng vô thì sau này mấy con cũng phải bắt chước vậy. Sáng vô thì mấy con cũng ăn sáng như bình thường, giống như sinh hoạt bình thường vậy đó. Nhưng mà đừng uống cà phê nhiều quá, cũng chút thôi. Rồi bắt đầu đọc kinh, đọc cuốn kinh của mình nè, tiện tiếng ấy chứ nhiều. Rồi xong đọc kinh xong rồi bắt đầu ngồi thiền. Mà try tôi ngồi trên một tiếng, cái ngồi 15 phút đổ không thiết gì. Giống như nước nó lắng xuống ha, còn phải có thời gian nó lắng xuống ha. Còn mỗi lần mà ngồi nói chuyện về nè, cái thuộc kia ngồi 15 phút. Tại vì thời gian với mọi người mà, và đồng thời cũng giao duyên cho mấy người trên mạng đó, là chính của sư phụ là thiền chứ không phải là đọc kinh cho mấy ông thầy cho mấy ông. Thế là tao biết bằng chính là cái thiên tâm là đọc thiền. Mà làm phóng hộ ấm kia, mà làm phóng là chỉ là mát, nghỉ mệt. Thì sau đó thiền xong bắt đầu lại thắng hốn. Mà lại thì lúc đó con đâu cần cầm cuốn kinh lại nữa. Cứ lên xuống. Mà nhớ nè, mình khi sư phụ không có làm tội gì hết thì trước mặt sư phụ là có hình cha hình mẹ đó. Ở trong nhà một chút đó nào vô biết đó.
thì mỗi lần á là thụ lại xuống, thụ nhắm mắt lại thì cái mặt của cha hiện vô cái ốc của thụ, phải không? Cha ơi, gia hộ cho thế giới bình an, chúng sanh vượt qua cái nạn cuối này, đại khái mình khấn gì á, mình khấn thành cha nghe hết trơn. Chứ giờ con lại Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật, Nam Mô Xá Di Cù Phật, thì cái đó là của cái căn bản, cái bình thường thôi. Còn tiểu thương phụ á là không cần niệm, lại như nào phải chân mà đứng gì hết nổi thôi, thì nó đứng gì hết nổi. Thấy cái đùi này nó đau dữ lắm, bữa nào con thử lấy về nhà thử đi. Nhưng mà bà cái ngày thứ ba giờ con gỡ cũng thì sám hối vừa lại, sám hối mình sư phụ đại diện cho người quả đi cầu của thời này á, không phải làm vậy để cho mấy vị hộ pháp của gọi là Thiên Long Bát Bộ của vũ trụ á, họ mới nhẹ tay cứu vớt bớt. Thế vì chúng sanh chúng ta tạo nghiệp nhiều quá, khi mà ở cái thời này á, nhân loại không còn nhớ đến cha mẹ, không còn biết về tâm linh nữa. Sư phụ nói chuyện rất là rõ luôn, không còn gì mà để giấu. Dĩ nhiên sư phụ phải có cái để giấu, là sư phụ không được nói thôi. Cái hầu như sư phụ nói gần cũng muốn hết rồi. Sư phụ chỉ không có nói được những cái gì mà quan trọng cực kỳ trọng đại thôi, con hiểu không? Mà họ cũng nhớ cái chơi, tại vì họ xa với thần thánh này, họ không còn hiểu nữa. Họ không còn hiểu cái gì ngoài cái cơm gạo áo tiền, sân si hư thua hết trơn. Thì bây giờ đa số người Mỹ cũng vậy, con thấy không? Con thấy thành phố Oakland, thành phố San Jose, homeless quá trời luôn, như là tha ma. Chưa có cái thời đại nào 40 mấy năm ở Mỹ mà tôi thấy cũng kiếp như lúc này. Con thấy bây giờ đổ xăng á, rồi mấy con phải lựa cái xăng nào ngon lành, nghe đậu chỗ vắn là nó cướp con á. Giờ nó đói quá rồi, nó lì rồi, nó cẩn thận á, mấy đứa đệ tử. Rồi con thấy bây giờ Việt Nam á, tết nhất gì đâu mà đâu có tết, người ta trồng bông mà 30 tết, lấy xe rác bỏ hết, đâu ai mua bông, bông mà cũng không có người mua. Tức là cả thế giới không có nụ cười, chỉ có hồi khi chúng ta ít nhiều á là cảm thông được, nhưng mà chúng ta không có đau khổ thì chúng ta không có quán được. Sống mỗi ngày mà chúng ta biết được ngày mai sư phụ mình sẽ làm cái gì, biết ngày mai họ thiên chúng ta sẽ có bận rộn làm nhiệm vụ gì, biết ngày mai lỡ như mình đi khám bác sĩ mình cũng rất là vui, là vì mình đã là mang họ thiên rồi, mình có sư phụ mình là là gì vậy đó, Phật con đi, sư phụ có thể đưa mấy con về trời được. Và đồng thời mình biết mình có cha mẹ mình rồi, mình không có sợ như những cái người ngoài kia. Những người kia người ta đâu có biết cái gì hết, người ta đang hăng sai đó, đang làm chủ 3-4 cái nhà hàng, làm chủ cái chục tiệm nail, lúc nào sáng ra cũng dẫn chạy trước mặt sẽ đi cái bóp LV, nhưng mà rồi cái ngày mai đi khám bác sĩ xong mặt méo xẹo, bây giờ ông chậm trước mặt sẽ đi chạy cũng không nổi luôn đó. Nhưng chúng ta không có bây giờ như vậy, đúng không? Chúng ta ít nhiều á cũng không có sợ, rất là quan trọng khi mà biết họ thiên sống thì biết muộn. Còn ai mà còn cái ngã năm loại mình không độ không được là phải coi lại coi mình có cái gì sai không, hay là mình lì lợm quá, bất tín. Bất tín là không có lòng tin, còn mê tín là tốt. Cho nên mình thuộc dạng mê tín, mấy con mê tín mấy gần mới mang họ thiên, đúng không? Mà dù đâu có mê tín đâu, mấy con cũng thấy rất là hiện hữu. Quan trọng nhất là khi mà mình có cái sức khỏe, mình có nguồn vui hơn nhiều người, mình có một cái gia đình họ thiên ăn tết chung gì là mình là có phước hơn rất là nhiều. Nhiều người sợ cái tết, sợ những ngày lễ hội, là vì họ có conflict trong gia đình con cái này nọ. Còn chúng ta mỗi cạnh cái mùa lễ đó là gặp nhau,
Năm nay mấy đứa cũng không có ảnh nào nhiều ở trên mạng, tại cái núi chúng ta bị quỷ nó cũng theo, nó kiếm chuyện đùa. Nhưng mà mình cũng lên đó lẻ tẻ. Hôm nay mình sáng nói ở đây trong đó, còn ai muốn lên thăm núi thì cứ lái xe lẻ tẻ à, tự nó đi, thu cũng ngồi ở đây. Năm nay cũng quan trọng lắm, nó gì lớn xuống rồi. Trước giờ chúng ta là ngoài lề, làm mấy chuyện ngoài lề, sư phụ nói chuyện ở ngoài lề, hôm nay vô dòng trăm là thiệt. Đâu là thiệt mà nó còn nhiều cái trong những tháng kế tiếp. Mấy con cho thấy nha, những lời phụ nói là nước Việt chết đói nè, rồi nước Việt mới nè nha. Bác Trọng đừng bao giờ học Bác Trọng đi xuất hiện nữa nha. Lâu lâu ghép phim là nó hay quá, cho ông còn ông cuối cùng. Nhưng mà mấy gì nói lời Phật là trời đó, không có sai đâu. Rồi mình không mong gì, mình chỉ mong là mọi người hiểu được. Ở một cái thời trận thế này, chúng ta nên chuẩn bị cái gì? Biết được thiên tâm, biết được thiên ứng kiệt, là chúng ta biết được thiên cơ. Nhưng chúng ta biết được thiên cơ, chúng ta phải nắm cái thời điểm của cơ trời nó tới, để chúng ta có cái cơ hội để mà hay làm cho cái cơ đồ cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho con cái tương lai của mình. Đó là quan trọng. Cho nên ít nhiều trên thế giới, cái người mà ghét sư phụ nhất cũng phải mang ơn sư phụ. Tại từ đầu năm 2017-18 đi ra độ chúng sanh, định Chúa Cha đang xuống, chỉ cho ra thành rồi từng chức chùa tiêu bố 500 mét cơ mẫu đất của Thiên Long Sơn, quý giá vô cùng, có tiền tỷ mua không được, hộ tặng cho người Việt. Cho nên làm cho mấy cái tội mà kim cương nằm dụng kim cương lại cũng biết rất là ghét. Cho nên giờ cháu mình mới bị cái hơn, đại con cháu nó hay là những người bạn nó là Việt Nam là nên khó liền không à. Nó kiếm chuyện mình giống như nó giật nắng đằng sau bỏ microscope này nọ để đủ cái chuyện. Chứ mình chuẩn bị sân khấu đó, trời ơi mấy thầy trò làm 3 ngày được sân khấu mừng quá dở tay. Nhưng mà cũng được cái phim là cũng pay off được, cũng ok, được cái video ngồi đó. Thật sự hiện giờ nó cho mình sinh hoạt á, mà kêu đừng có để lo. Nó nói đó là mình mà có em đi file mạnh á là mình xin giấy phép. Ở Mỹ lần đầu tiên người biết có lực này, chứ lâm thiệt á. Mình đâu có phải là cancer đâu, nó nói mình là cancer, nó nói có lo mình mạnh quá. Nó chưa have a right to do, nhưng mà mày phải xin cái MD5, cái máy. Nó nói đâu có MD5 gì đâu. Nhưng mà thôi, mình á châu, mình đâu có làm lại được nó. Sau này, cái nhà buổi thúc nó sẽ đi vào lịch sử nhân loại rất là thích, và cho dù ở cung vàng địa ngọc, lót vàng lót hột xoàn, cái giường bằng kim cương dù có không thích trội trong đó ha, ngồi thiền trôi nó yên tĩnh cực kỳ luôn á, chỉ nghe mấy cái tiếng trúc nó gió nó thổi hiu hiu vậy thôi, chỉ nghe mấy vị mà khi mà con định cái tâm đó, tiếng chân con mấy vị đi trên sàn con nghe luôn, con thấy cái gì luôn, con kiếm bò thù con nghe được á. Mà cái ngày đầu tiên á mà mình bỏ cái niu lên phải không, tính là hội chợ Tết đó, tự nhiên cái niu nó gãy là cái điềm mà chú Bồ thấy xong rồi, chú Lâm mà thấy chú Lâm cũng không có nói gì, chú Lâm nói ngày cứ cố gắng cứ làm tới, tại mỗi chút chú Bồ cũng thường nói chuyện chú Lâm vậy. Rồi cái qua bao ha, bắt đầu mình vừa làm sân khấu xong, rồi cái buổi chiều đó mấy đứa nhớ tự nhiên tối bão khủng khiếp, chưa giờ thấy xe rơi mà bão cây đồ gãy á, ở trên núi mình cũng bị gãy cây nữa, bị một cây thôi mà cây dưới này, còn ở trên chỗ mà tượng Phật không có bị cây nào cũng là phước á. Mà cái quan trọng là toàn bộ buổi chút hả, nó sạc xuống sát luôn không, mà không có bị gì hết, chút mà cỏ chút nó không có chết. Mấy cây bự chết,
ý là nói mình làm thân hệ như là sư phụ là đố ai biết được thánh phàm á, vậy mà sống cái ngày nay là giống như cây trúc vậy đó, thổi đi tao ngã xuống là đứng như vậy. mà ngồi trong đó quả ngồi cái buổi ngày đó mà hấp trời luôn mầm. Vậy mà mấy vị mà xuống đông á, tại vì khi sư phụ ngồi thì mẹ gửi thêm diện linh xuống, ngoài Thích Long là Long Bình Long Thanh Long cộng Sơn Thần, rồi thứ hai có hai ông hổ nữa, hai đệ tử hai tập trắng rồi mấy ông thiên tướng đâu đó, rồi ngoài sân thù thấy tâm. Nhưng mà ngộ là mấy vị ngồi trong mưa mà mấy vị không có dính mưa, mấy vị giống như tuy giống như trong cái bong bóng, chỉ có thường hồ có một người mẹ mẹ vú, cô kêu là mẹ vú nhưng mà thường cô kêu mẹ thôi, chỉ lên nhà thì phụ là thờ mẹ, còn mấy con không bao giờ biết mặt. Trong cái vô vi mẹ này mà người đời gọi là mẹ sanh mẹ đẻ, nhưng mà Phật mẫu thì sanh sư phụ với cha, sanh ra dùng thần thông để luyện ra sư phụ. Sư phụ là quán sanh thì, nhưng mà mẹ cũng có một người vú trên trời y như mình nghe, thì vú thì có búi tóc như này nè, có lần anh mắt bị xe đụng á là vú vú đó, còn mười mấy năm trước vú thần thông ghê lắm, thì lúc nào vú cũng theo sát sư phụ. Vú kêu mấy đứa làm loạn, kiểu là nóng cái gì đó, chéo đậu đen đậu đỏ, ngày đậu cũng ngán luôn đó. Sau đó sư phụ chỉ là xin cơm trắng thôi, với nước tương với luộc cái gì vậy đó, với chao thôi, trong đó có nước nóng bỏ vô nước rồi ok. Everything ok. Everything là ok to me. Mà lần đầu tiên vô thấy quá trời, giống như bạn bè cũ hao, rồi giống như mấy người mà có mối quan hệ với cha với mẹ nó câu của họ thuốc thăm dập dư dập lên chẹt dập. Tại cái nơi đó, đó là nơi trung gian cái nhà đó. Nhớ là năm 2017, lúc đó thường chưa có làm cái hội trường, chưa có xong, chưa có xài được cái bài kính thiên rời ngay chỗ đó, nên chỗ đó là chỉ có cha mẹ tiên Phật rồi mấy vị lớn vô nhà đó đông đó. Nhà bị trúc nên nhà bị trúc nó chỉ có 25 mét vuông này, khoảng đó Mỹ là khoảng 300 square feet, là đầy đủ đó. Cô thích ở gần vậy đó, dễ cười nắp thôi. Cô chỉ cần lấy ba cái miếng quai ao ngồi lao cái đã sàn sạch. Còn dễ cái nhà kia nên chắc phải kiếm người lao dùm, chứ bự quá lao nó nổi. Rồi nhà bữa chúc mình vô làm vệ sinh thì dễ, cũ đi diện bích. Nhớ như sư phụ làm về giống như là tính lồng gừng chôn vậy đó, là ngồi chờ thời cũng giống như kiểu tổ vậy, mới vô ngồi nhà thất vậy. Nhưng mà ở trên cũng thương, cái ngày sư phụ xin mẹ cho con ra 3 giờ, đúng 3 giờ thì sư phụ mới mở cửa cho mấy đứa vô ngồi chờ sư phụ, tại trong đó nó điểm thành hơn chiều, thì đứa nào chiều ở trong đó. Ra đây chơi được ngày 1 tây, ngày 2 tây, phía mùng 2 là thuộc vô đó. Dài tới ngày 7, 7 tới ngày 8, ngày 9, cái gì lớn, gì dạ dỗ. Xuống trần đâu phải mình biết làm gì. Thôi giờ không có số mệnh mà cũng gì hết. Cha kêu, mẹ kêu, cha xa mẹ bảo đi vào thế gian. Xuống trần nhiều kiếp nhiều màn nào cũng để danh thơm truyền kỳ. Mà nhớ cái ông sư phụ là ông Lý Xuân Quỳ đó, nhưng mà ông có cái biệt danh này xích trước đầu tiên, cái chân ổng là bây giờ kiếm cái hình ổng ông thợ đi cũng là sư tổ mấy lần á. Ổng vui lắm, ổng nói trời
ủa sao này á, con có nhiều truyền kỳ hơn ta nữa. Con coi phim Bát Tiên là đã là nhiều truyền kỳ rồi, đúng không? Mà không hết là họ tiên chúng ta ngồi đây nè, nhiều truyền kỳ hơn á. Sau này thì cả thế giới mà có cái chỉ truyền kỳ bên Tàu, Việt Nam mình thôi. Cỡ này truyền kỳ qua luôn, tới ngày trùng khăn luôn. Truyền kỳ qua mới Mỹ, mấy Âu Châu nữa mà. Cho nên thiên tâm truyền kỳ của thời đại. Tại vì con thấy một người phụ nữ sao? Nói là muốn, tại vì cổ đang bị một chứng bệnh là ung thư. Ok. Cho nên trước đó là chồng của cổ đã làm từ thiện. Là chồng cổ trước khi chồng cổ mất đó, là chồng cổ muốn cổ là làm giống như ông, hãy làm những điều tốt lành đến với mọi người. Cho nên là cổ muốn gửi con giống như cái số tiền còn lại mà cổ là trước đầu tiên là cổ có khoảng 4.700.000 đô là tiền đô. Dạ, 4 triệu mấy tiền đô. Dạ. Ok, vậy có chấp chết. 2 triệu đó là cổ đã gửi về Anh Quốc rồi, gửi về Ả Rập rồi. Ok. Còn 700 đô là cổ muốn, đó là cổ nói cổ muốn đưa cho con để mà con gửi về Việt Nam để cho những trẻ em và... Ok, vậy sao con biết con? Con không biết thì con... Nói cổ như vậy nè. À, nói sư phụ tôi dạy á, kêu hai luật sư tới, phải hai luật sư nha, phải một luật sư. Thì kêu cổ á, muốn cái gì á, thì hai luật sư sẽ làm đúng y chang, tại hai tập đoàn luật sư. Thì nó ăn tiền đâu có nhiều, vài nghìn bạn nó làm tờ giấy. Rồi cổ làm sao á, luật sư nó không có dám làm sai. Tại vì nó có cái reputation của nó, cho nên dạy cổ cũng vậy. Dầu cho con có Phật nữa, kêu cổ cũng đừng có tin. Đừng có tin bất cứ ai hết, mà cứ kiếm luật sư, hai luật sư tới, rồi muốn gửi tiền làm gì làm á, hiểu chưa? Cứ...